Em Tuấn xin chào các bác. Để hôm nay em nói sơ qua để cho các bác một số bác hỏi là cái dòng USB em cung cấp cho các bác để chuyên hát karaoke đấy. Thì hôm trước em có giới thiệu là em cắm thử test trên TV cho các bác rồi. Thì hôm nay em không cần test trên TV nữa. Em muốn giới thiệu đến cái album để cho các bác hiểu này. Hiện tại em đang cung cấp cho các bác là hiện tại là có 4 thể loại nhạc. Cái thứ nhất là nhạc karaoke. Cái thứ hai là nhạc hình cho xe ô tô hoặc TV cũng được. Cái thứ ba là nhạc tiếng cho xe ô tô hoặc TV cũng được, hoặc đầu giải mã các thứ. Cái thứ tư là nhạc gốc nhé, nhạc gốc là nhạc lốt đấy, nhạc gốc để dùng cho các đầu giải mã. Thì có 4 loại nhạc đấy. Thì tất cả các thể loại nhạc này em đều để với cái mức giá theo dung lượng của thẻ nhớ. Ví dụ như USB 32GB thì em sẽ để cho các bác là 350. USB 64GB sẽ là 4 à đúng rồi, USB 64GB là 450. À đâu? À, USB 32GB nhé là 350. Còn 64GB là 480. Được chưa? Để cho các bác nhớ rõ, còn sau đây em sẽ giới thiệu chi tiết các bác này. Về đối với là karaoke này, em xin phép em quay trên máy tính thôi, bởi vì là các bác có thể tự lựa chọn, em có thể sao cho các bác này. Có những bác là chỉ cần 32GB karaoke thôi, còn cho tôi là thêm 32GB nhạc hình vào để tôi nghe nhạc hình cũng được. Các bác muốn nửa nhạc hình, nửa nhạc tiếng trong 64GB cũng được. Bác muốn cóp karaoke 32GB này, hoặc là bác muốn cóp karaoke 64GB luôn được. Hoặc là karaoke 32GB, một nửa 32GB này, và một nửa nhạc hình 32GB, hoặc một nửa nhạc tiếng 32GB, hoặc một nửa nhạc gốc 32GB, tùy. Các bác thích kiểu này em chiều cho các bác kiểu đấy, được chưa ạ? Bởi vì là thì em đã có cũng thoải mái rồi. Còn sau đây em sẽ giới thiệu chi tiết cho bác về cái USB karaoke này. Thì karaoke thì nó có những dòng nhạc như là cải lương này, vọng cổ này, Hoàng Hương Trọng Hiếu nhạc karaoke nhạc trẻ này, nhạc thiếu giọng nam này, có nghĩa là có giọng nữ rồi mình hát, con trai mình hát giọng nam vào, giọng thiếu giọng nữ thì là có giọng nữ rồi, thiếu giọng nữ thì có giọng nam rồi, thiếu giọng nữ hát 6K đấy. Rồi Kim Quy liên khúc trữ tình này, liên khúc vui nhộn này, nhạc đỏ này, Chầu Văn này, còn nữa đây các bạn cần B64 còn nhiều đây. Nhạc chế này, nhạc chế, các loại nhạc chế này, nhạc nước ngoài lời Việt này, karaoke đấy, nhạc thiếu nhi này, nhạc Chầu Văn này. Báo cáo các bác là không thiếu một cái gì hết. Nhạc thiếu nhi thì các bác cho các cháu học hát trên TV hoặc trên karaoke. Nhiều gia đình thì bố mẹ không thích hát thì các cháu nó thích hát, thì năng khiếu nó thích hát thì cho các cháu nó tập hát học tùy. Tóm lại là không thiếu một dòng nhạc gì. Ví dụ như em mở nhạc chế trong này chẳng hạn, thì đây nó có tất cả các loại nhạc chế ở trong này cho các bác đấy. Nó nhiều lắm, bác nhìn cái máy tính nó chạy nó còn loát mãi không hết, được chưa? Nhạc chế thì nó rất nhiều, được chưa? Nó rất là nhiều nhạc chế, đủ các loại nhạc chế cho các bác luôn, không thiếu gì cả. Đó, này, nhạc chế đủ các loại luôn. Được chưa các bác? Nó nhiều loại nhạc chế lắm. Đấy. Em tạm dừng nhé. Đấy. Hoặc là nhạc đây. Nhạc chế karaoke hết đấy. Em xin phép em mở trong điện thoại này cho nó có biết. Này. Nhạc chất lượng cao hết ạ, rất là hay luôn. Đấy, em là ví dụ đấy, đây là nhạc chế chẳng hạn, đúng không? Nhạc gì cũng có các bạn ạ, không thiếu một nhạc gì, nhạc đỏ, nhạc nước ngoài này, lời Việt này, tất cả nhạc nước ngoài lời Việt nhiều lắm. Đấy, bác nhìn nó nhiều như này, dung lượng nó lớn, nên đến máy tính của nó tốc độ cao như vậy mà nó còn chạy như thế này. Coi như 7 đấy, RAM 8GB mà nó còn chạy. Nên các bác biết là cái nhạc nước ngoài này tất cả là em đều nhá, em đều cóp. Dung lượng có nghĩa là dung lượng cái chất lượng hình ảnh chất lượng cao đấy, chất lượng cao nét luôn các bác đấy, không thiếu cái nhạc gì các bác ạ nhé. Nhạc thiếu nhi cũng có cho các cháu học đây, nhạc thiếu nhi đây, nó nhìn đấy, thoải mái cho các cháu hát thoải mái luôn, được chưa? Cái gì cũng có, tóm lại là cái gì cũng có, cải lương cũng có này, tuồng chèo dân cổ, cái gì cũng có luôn, không thiếu cái gì luôn. Cái gì cũng có đấy, đây thì em chỉ nói thế thôi để cho các bác cũng biết là với USB 32GB thì có giá 350k, 64GB là 480.000,
Bác thích có bác bảo là cho bác 30 GB karaoke và 30 GB nhạc hình cũng được. Và bác bảo là cho bác 30 GB nhạc hình, 30 GB nhạc tiếng cũng được. Bác thích bảo gì em sẽ có cho các bác đấy. Và các bác chỉ cần nhắn tin địa chỉ nhà và nội dung USB gì thì em gửi đến cho. Em ship tận nhà cho các bác, các bác yên tâm nhé. Đấy. Đấy là về cái giải trí USB. Đây, trong này các bác nhìn trong giải trí này gồm có karaoke này, gồm có nhạc này, nhạc gốc này, 128 GB cũng có này. Bác thích nhạc gì cũng có mà. Nhạc hình ô tô này, nhạc nghe được, nhạc tiếng ô tô có hết. Không thiếu một cái gì cả. Cả nhạc gốc đây, nhạc gốc là nhạc lốt đây. Đây này, nhạc gốc này là các bác bắt buộc phải chạy nhạc lốt đây. Lốt led hết này. Có hết các bác nhé. Đấy. Thì em bán là giá là theo dung lượng của USB, còn bác thích cóp thì em cóp cho. Bác bảo 32 GB karaoke đấy em chỉ là giới thiệu thôi. Còn hôm nay xin phép là mọi ngày em giới thiệu, em quay, em phát, em cắm nó chạy trên chiếc TV TCL thì cháu luộc suốt cho các bác biết rồi. Nó chạy được trên đấy rồi thì không có lý do gì nó không chạy được cả. Em thông báo lại cho các bác biết ạ. Em cảm ơn. Nhá. Còn USB thì đối với 64 GB thì đây. Có 64 GB nhá. 64 GB. Nói tóm lại là nhiều lắm các bạn. Đây, ngày nào em cho máy nó chạy cả đống này. Các bác cứ đợi chạy cả đống luôn.